phục sát đất Donald Trump mở hàng hợp đồng xuất khẩu vũ khí 30 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo gây sốc của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, viết tắt là DSCA, cho biết doanh thu xuất khẩu vũ khí của nước này chỉ đạt 33,6 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá 2016, thấp hơn mức kỷ lục 46,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Mất tới 13 tỷ đô la Mỹ doanh thu là một thất bại khó nuốt trôi đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, và nguyên nhân được cho là do chính sách xuất khẩu vũ khí với những điều kiện ngày càng khắt khe của chính phủ nước này đã làm tổn hại nghiêm trọng tới những nỗ lực đẩy mạnh hoạt động được cho là hết sức béo bở. Rào cản lớn mà chủ yếu là các yếu tố chính trị ràng buộc khiến cho các khách hàng truyền thống, nhất là những quốc gia lắm tiền nhiều của, bội thực dầu mỏ ở Trung Đông, ngoảnh mặt tìm tới những quốc gia có vị thế ông lớn trên thị trường vũ khí nhưng lại mềm mỏng hơn như Nga, Trung Quốc hay Israel. Chưa kể những ông nhỡ mới nổi gồm Hàn Quốc, Brazil và tới đây sẽ là Nhật Bản và Ấn Độ cũng đang âm thầm vươn lên. Tất nhiên, những nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu cũng không chịu khoanh tay đứng ngoài cuộc mà còn hăng hái xúc tiến bán hàng mạnh hơn. Cơ hội nghìn năm có một, tội gì bỏ lỡ. Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đứng trước nguy cơ cực lớn khi để mất thị phần xuất khẩu. Các đơn hàng trong nước cũng bị teo tóp do chính sách thắt lưng buộc bụng cắt giảm chi tiêu quân sự của chính phủ Tổng thống Obama đương nhiệm, buộc phải thu hẹp sản xuất, sa thải nhân viên và kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường khác. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, tỷ phú Donald Trump có kế hoạch xây dựng Hải quân Mỹ thành lực lượng vô tiền khoáng hậu với quy mô lớn nhất kể từ thời chính quyền Reagan. Trump tuyên bố sẽ xây dựng hạm đội lớn nhất mọi thời đại với 350 tàu chiến cỡ lớn, thỏa mãn phe diều hâu trong Đảng Cộng Hòa, đảo ngược xu thế ngày càng co ngót của Hải quân Mỹ khi chỉ duy trì mức 272 tàu ở thời điểm hiện tại. Ngay khi vượt qua đối thủ già rơ Hillary Clinton để đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc bỏ phiếu nghẹt thở hôm ngày 9 tháng 11, một lần nữa tỷ phú Trump tái khẳng định sẽ thực hiện cho kỳ được tham vọng biến quân đội Mỹ, trong đó có Hải quân một lần nữa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rõ ràng hơn ai hết, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ mừng như bắt được vàng trước tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước. Họ khấp khởi đón đầu những đơn hàng quốc phòng trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ mà rồi đây chính quyền của tân Tổng thống Trump tung ra. Chưa hết, dù chưa chính thức nhậm chức, nhưng thật kỳ lạ, công nghiệp quốc phòng Mỹ như được vía tốt của tân Tổng thống, tức tỷ phú Donald Trump hà hơi thổi ngạt, liên tiếp đón tin vui. Hôm qua, Defense News hoan hỉ loan tin, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua điều khoản cho phép công nghiệp quốc phòng nước này xúc tiến hai hợp đồng tiềm năng siêu khủng trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Theo đó, tới 40 chiếc tiêm kích đa năng 40FA-18EF Super Hornet sẽ được bán cho Kuwait và 72 tiêm kích F-15QA sẽ bán cho Qatar. Người hưởng lợi không ai khác chính là tập đoàn Boeing, nơi sản xuất hai loại máy bay nói trên, qua đó duy trì kéo dài thời gian hoạt động của dây chuyền sản xuất cho tới năm 2020. Hợp đồng của Kuwait trị giá sắp xỉ 10 tỷ đô la Mỹ với yêu cầu đặt mua 32 chiếc FA-18E và 8 chiếc FA-18 Super Hornet kèm theo động cơ F414 GE400 và phụ tùng dự trữ, 41 radar quét điện tử chủ động cùng một lô lớn vũ khí thiết yếu. Hợp đồng này còn có điều khoản đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các máy bay trong vòng nhiều năm nữa. Hợp đồng với Qatar mới thuộc loại siêu khủng, trị giá tới 21,1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, Qatar đặt mua 72 chiếc tiêm kích F-15 kèm theo dịch vụ huấn luyện tại Mỹ, thiết bị đảm bảo kỹ thuật và hậu cần. Quốc gia Trung Đông nhiều dầu mỏ này trước đó cân nhắc giữa hai loại tiêm kích F-15 của Boeing và Eurofighter Typhoon của châu Âu. Ngày 17 tháng 11 vừa qua, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã chấp thuận hai chương trình xuất khẩu tiềm năng kể trên. Trong niềm vui phấn khích tột độ, người phát ngôn của tập đoàn Boeing Caroline Hutchinson vui mừng phát biểu: "Quyết định trên là một tin tuyệt vời đối với Boeing và dây chuyền sản xuất các tiêm kích FA-18 và FA-15. Chương trình đặt mua tiêm kích Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trong các năm tài khoá 2017 và 2018 của Hải quân Mỹ cũng như hợp đồng tiềm năng với Kuwait sẽ giúp kéo dài hoạt động của dây chuyền sản xuất tới những năm 2020, cho phép công ty duy trì đã phát triển, mở thêm nhiều triển vọng xuất khẩu thêm nhiều máy bay này trong tương lai. Bên cạnh đó, hợp đồng tiềm năng với Qatar cũng sẽ giữ cho dây chuyền sản xuất tiêm kích F-15 kéo dài hoạt động sang tận thập kỷ tới, thay vì phải giải thể vào đầu năm 2018. Chưa hết, dòng tiêm kích F-16 cũng đang được Bahrain cân nhắc đặt mua. Nếu được ký, lại có thêm hàng tỷ đô la Mỹ chảy vào túi các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Vẫn biết việc thông qua chương trình xuất khẩu vũ khí tiềm năng cho Kuwait và Qatar là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama hiện tại. Nhưng rõ ràng, đề xuất đã có từ lâu, tại sao không chấp thuận sớm mà lại chờ đến khi Trump đắc cử? Phải chăng là vía của Trump quá tốt đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ?
kế hoạch siêu khủng của Donald Trump với quân đội Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, Donald Trump đã hứa sẽ mang đến cho Hải quân Mỹ sức sống mới với những chương trình đóng tàu đầy tham vọng. Tổng thống mới của Mỹ không giống như Barack Obama cắt giảm chi phí dành cho Hải quân, ông Trump sẽ đầu tư phát triển hơn 70 tàu chiến mới. Trong số đó, các tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay và tàu tuần dương tên lửa, đồng thời thêm vào biên chế của Hải quân khoảng 50.000 người. Trong kế hoạch của mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa tăng cường sức mạnh chiến đấu của các lực lượng Hải quân Mỹ từ 272 lên đến 350 tàu chiến. Điều này thực sự cần thiết, cần phải tăng ngân sách cho quốc phòng để loại bỏ tất cả các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia cũng như lợi ích của Mỹ. Nếu kế hoạch của ông Trump sẽ được thực hiện, Hải quân Mỹ sẽ sở hữu sức mạnh chiến đấu cũng như quân số lớn nhất từ năm 1988, hãng Driven News cho biết. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những thông tin về việc xây dựng các tàu chiến vẫn chưa được tiết lộ, những loại tàu chiến nào sẽ được ưu tiên phát triển cũng chưa được xác định. Trong kế hoạch này có thể bao gồm việc xây dựng trên tàu sân bay hạt nhân đa năng của Hoa Kỳ, Lockheed R. Ford. Tàu sân bay này đã được xây dựng từ năm 2009. Ford là sân bay cải tiến của tàu sân bay của Nimitz và sẽ thay thế cho các tàu sân bay Nimitz. Mỗi tàu sân bay loại này có giá ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ. Trong số các tàu chiến lược ưu tiên, có thể có tàu ngầm phóng lôi lớp Virginia trị giá 3 tỷ đô la Mỹ, cũng như các tàu lớp LCS trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Ông Donald Trump cho rằng, nếu Hải quân Mỹ có thêm nhiều tàu chiến thì khả năng chiến đấu cũng như tác chiến sẽ được nâng cao. Nhà Trắng sẽ có được nhiều lựa chọn trong việc giải quyết các tình huống khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột vũ trang. Cuối cùng, số lượng và chất lượng của các tàu chiến cũng như sức mạnh của Hải quân sẽ ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của chiến tranh hiện đại. Mỹ sẽ ngừng các chính sách cắt giảm chi tiêu quốc phòng, cố vấn của ông Trump, thượng nghị sĩ từ bang Alabama và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tương lai, Geoff Shands, thông báo với hãng Driven News. Theo kế hoạch của Donald Trump, ông sẽ tăng cường ngân sách cho quốc phòng nhằm bảo đảm khả năng chiến đấu và quân số của lực lượng vũ trang Mỹ. Điều này có thể là tin vui đối với các nước đồng minh của họ. Việc Hoa Kỳ sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự để bảo đảm vị trí đứng đầu của họ, đồng thời họ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và bảo đảm an toàn trật tự trên thế giới. Một trong những ứng cử viên sẽ giữ chức người đứng đầu lực lượng hải quân trong chính quyền của ông Trump được coi là nghị sĩ Randy Fox của bang Virginia. Trong bản báo cáo của mình, ông trích dẫn rằng Donald Trump sẽ là người thực hiện hiện đại hóa một số lượng đáng kể các tàu tuần dương URO trang bị tên lửa dẫn đường lớp Tikhon Decora. Những con tàu này được trang bị 122 tên lửa hành trình thuộc các loại khác nhau. Hiện tại, Mỹ đang có 22 tàu loại này. Theo ông Trump, tất cả các tàu chiến của lớp này có khả năng phòng thủ tên lửa chiến lược BMD. Trước đó, chính quyền Obama đã đưa ra quyết định sử dụng vô thời hạn về vấn đề này. Trong bản kế hoạch của ông Trump sẽ cung cấp kinh phí cho việc xây dựng các tàu ngầm Virginia mới thế hệ thứ tư với tên lửa hành trình Tomahawk và tàu khu trục lớp Aleppo với máy bay trực thăng chiến đấu và hàng trăm tên lửa hành trình trên tàu. Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 70 chiếc tàu loại này, nhưng trong năm 2011, chính phủ đã quyết định tăng các tàu khu trục loại Aleppo và năm 2016, số lượng tàu này sẽ lên đến 24 chiếc. Ông Trump đã đề nghị tăng tốc độ xây dựng những tàu chiến loại này. Những biện pháp này sẽ làm sống lại ngành đóng tàu Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn tiến hành hiện đại hóa các tàu chiến hiện có. Trong những năm qua, những việc này liên tục bị trì hoãn do ngân sách của Hải quân Mỹ bị hạn chế. Bản thông báo nhấn mạnh, kế hoạch của ông Donald Trump sẽ góp phần tăng cường hợp tác và cải thiện mối quan hệ với các doanh nghiệp khu phức hợp ngành công nghiệp quân sự. Trước đây, mối quan hệ trong lĩnh vực này trở nên căng thẳng và đạt hiệu quả không cao. Theo các tài liệu quan điểm của tác giả, một số cơ sở hạ tầng của nhà máy đóng tàu, nhà kho và xưởng sửa chữa ở căn cứ Mỹ chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh đã bị tháo dỡ trong thời gian qua. Randy Fox đã đề nghị Tổng thống Trump quyết định khởi động lại các doanh nghiệp ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ. Donald Trump cũng muốn tạo ra một cơ sở giáo dục vững chắc để việc đào tạo công nhân lành nghề trong các nhà máy đóng tàu. Những lực lượng này sẽ được tăng cường cho lực lượng Hải quân Mỹ. Trong thời gian tới, Hải quân Mỹ sẽ tăng số lượng tàu chiến lên 350 chiếc. Theo chuyên gia phân tích tại Trung tâm Phân tích Chiến lược, đồng thời là cố vấn của Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Brian Clark, cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tàu lớp LCS, xây dựng 3 tàu ngầm lớp Virginia trong thời hạn 1 năm, đồng thời đưa vào hoạt động tên lửa đạn đạo mới nhất của tàu ngầm Columbia với chi phí 5 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc. Những tàu này sẽ thay thế cho các tàu chiến ven biển Freedom LCS-1 và Independence LCS-2. Ông John Clark cho biết,
Ngoài ra, Hải quân Mỹ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tàu sân bay. Đến năm 2030, Hải quân Mỹ phải được trang bị ít nhất 12 tàu sân bay. Trong thời đại ngày nay, các tàu sân bay đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai lực lượng và bảo đảm hoạt động một thời gian khá dài trên biển. Quân số phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump phải đạt 380.000 người. Hiện nay, quân số Hải quân Mỹ khoảng 330.000 người. Tất nhiên, ngoài việc phát triển lực lượng hải quân, Tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư toàn diện cho quân đội, bao gồm cả không quân, thủy quân lục chiến, để bảo đảm an toàn cho nhân dân Mỹ cũng như bảo vệ lợi ích của Mỹ. Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko cho biết, các chuyên gia cho rằng, kế hoạch quyết định đầu tư lớn cho quốc phòng của Tổng thống mới hoàn toàn hợp lý, việc phát triển và tăng cường sức mạnh của lực lượng quốc phòng là cần thiết. Cần nhớ rằng, trong thời gian qua, trong khi Mỹ đang đau đầu về việc sa lầy vào quá nhiều chiến trường, tham gia vào quá nhiều chiến dịch quân sự trên toàn thế giới, điều này làm cho ngân sách của họ bị thâm hụt, dẫn tới họ không đủ kinh phí để thực hiện các dự án vũ khí chiến lược trong tương lai. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nga cho ra đời hàng loạt siêu vũ khí mới. Nếu Mỹ không muốn mất đi tầm ảnh hưởng của mình, thì buộc họ phải cân nhắc việc tham gia cũng như cung cấp vũ khí quân sự cho các nước đồng minh.